6 giờ sáng, sau khi chất hết đồ đạc lên chiếc xe Country, đoàn thiện nguyện của tạp chí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo bắt đầu lên đường rời khỏi Hà Nội, mang sự ấm áp tươi vui của thủ đô hoa lệ, xinh đẹp đến những mảnh đời còn khó khăn, nơi rừng núi hoang vu của xã Lương Minh, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Do đặc thù công việc nên những người làm báo như chúng tôi đã có nhiều sự trải nghiệm ở nhiều môi trường khác nhau, từ thành thị tới nông thôn, từ cánh rừng xanh bạt ngàn hay nơi biển cả bao la mặn mòi sóng nước. Song chuyến đi lần này trải qua những cung đường đèo gập ghềnh, có đoạn lầy lội sạt lở sau những ngày mưa rét kéo dài, đã khiến cho chúng tôi không ít lần thót tim hoảng sợ. Vất vả khó khăn là thế, nhưng cứ nghĩ tới gương mặt các em nhỏ háo hức nhận quà đã khiến đoạn đường gần 300 km dường như gần lại. Và chẳng mấy chốc chúng tôi đã có mặt ở trung tâm xã Minh Lương. Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ của huyện đoàn Văn Bàn, các thầy cô giáo của trường mầm non Minh Lương, chương trình tình nguyện mùa đông Xuân tình nguyện đã được diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng. Tại đây, nhà báo Lương Hoàng Hưng, tổng biên tập tạp chí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo, đã có những lời phát biểu chia sẻ với những khó khăn vất vả với cô trò nhà trường và đồng bào các dân tộc xã Minh Lương, đồng thời tặng 136 suất quà cho các em học sinh, 36 suất quà dành cho các hộ nghèo trên địa bàn xã. Những suất quà gồm chăn, áo ấm có thể không có giá trị cao về mặt vật chất, song thể hiện sự quan tâm sâu sắc của ban lãnh đạo, các phóng viên, biên tập viên của tạp chí dành cho các em học sinh và những người dân còn gặp nhiều khó khăn ở nơi đây. Thưa cô, xin tự giới thiệu về mình. Cháu tên là Trần Thị Kim Ngân, năm nay cháu lên 5 tuổi, cháu học lớp 5 tuổi A2, trường mầm non Minh Lương, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Hôm nay khi nhận được quà, con cảm thấy rất vui, con cảm ơn cô chú ạ. Là một trong 4 điểm trường của trường mầm non xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, năm học 2018-2019, điểm phân hiệu Minh Trường có 5 lớp học, 138 em học sinh dưới sự dẫn dắt chỉ bảo tận tình của 10 cán bộ giáo viên, nhân viên. Bằng tấm lòng yêu học sinh như yêu chính con ruột của mình, ban giám hiệu nhà trường luôn tranh thủ mọi sự kêu gọi ủng hộ giúp đỡ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Mỗi sự giúp đỡ sẽ luôn là động lực để cô và trò nhà trường vượt qua mọi khó khăn thử thách trong việc gieo con chữ, đặt nền móng vững chắc cho một tương lai tươi sáng cho các em sau này. Hôm nay khi mà được đoàn tình nguyện đến thăm và tặng quà cho chương trình nhà trường tại điểm phân hiệu Minh Trường thì đối với ban giám hiệu nhà trường chúng tôi rất là vui và phấn khởi khi được nhận quà của đoàn tình nguyện cho các cháu, được nhận những tấm áo ấm. Thì mùa đông năm nay các cháu có thêm những chiếc áo mới, rất là hạnh phúc. Với tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chiếm 34,1%, tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 17,1% trên tổng số 1.084 hộ dân. Trong những năm qua, mặc dù cấp ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm tạo điều kiện, đưa nhiều nguồn ngân sách phục vụ sự phát triển giáo dục, song vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu về cơ sở vật chất của các nhà trường. Chính vì vậy, những đóng góp giúp đỡ kịp thời của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân luôn được ghi nhận sâu sắc. Đại diện của các vị chính quyền địa phương hôm nay được rất vinh dự, đoàn thiện nguyện từ đường xa xa xôi từ thủ đô Hà Nội lên để tặng quà cho bà con nhân dân. Đối với cá nhân và bản thân tôi, đại diện các chính quyền địa phương nói là rất xúc động về những tinh thần và những cá nhân tâm của đồng chí đã vượt qua đường xa xa xôi đến điểm trường và các cháu học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đó cũng là một phần đóng góp cho điều kiện gia đình của người ta trong mùa đông tới này, trong thời gian sắp hạt, và giúp cho các cháu có một cái tinh thần động lực đến trường học, đảm bảo cho số ở
tại các trường lớp học đối với các học sinh nghèo trên địa bàn xã Minh Lương. Hạnh phúc không phải là điểm đến mà là hành trình bạn đang đi, được coi là một hoạt động thường niên mang tính nhân văn sâu sắc. Hàng năm, cứ mỗi dịp gió mùa Đông Bắc tràn về, ban lãnh đạo và các phóng viên, biên tập viên của tòa soạn tạp chí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo lại cùng nhau chuẩn bị từng chiếc áo, từng chiếc chăn ấm để trao tặng cho những mảnh đời nghèo khó khắp mọi vùng miền của Tổ quốc, giúp họ có một cuộc sống ấm no hơn, đủ đầy hơn. Tạp chí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo thì cũng thấy là trong cái dịp đầu năm như là cái dịp xuân sắp đến thì chúng tôi cũng rất là mong mang cái niềm vui cho một số bà con như là các cháu học sinh trường mầm non ở xã Minh Lương, huyện Văn Bàn của tỉnh Lào Cai. Và chúng tôi nghĩ mùa xuân là cái dịp mà những người lao động, đặc biệt là những người dân ở sống ở vùng cao, vùng sâu của miền Tây Bắc đang rất là khó khăn, và cái lạnh của mùa đông cũng như là cái khó khăn của kinh tế thì chúng tôi mong muốn góp một phần để cho bà con cũng như là các cháu học sinh có thể có một chút quà để mùa xuân trong cái dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Chúng tôi cũng hy vọng trong thời gian sắp tới thì tạp chí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo sẽ phối hợp với một số mạnh thường quân cũng như là các cơ quan ở địa phương có thể là mang thêm những cái phần quà cũng như là hỗ trợ thêm cho trường học cũng như là cho xã những cái công trình có ý nghĩa để giúp cho học sinh cũng như là cho bà con nông dân nghèo có thể có điều kiện để cải thiện kinh tế cũng như là các cháu có thể có việc học tốt hơn. Tạm biệt cái lạnh như cắt da cắt thịt nơi vùng cao biên giới, đoàn thiện nguyện chúng tôi lại lên đường trở về với thủ đô Hà Nội. Đoạn đường về mang nhiều ưu tư suy ngẫm và dường như lại nặng hơn hành trang chúng tôi đã mang đi. Nặng bởi những băn khoăn rằng những gì chúng tôi đã làm được sao vẫn còn bé nhỏ quá. Phải làm sao giúp được thêm nhiều người hơn nữa, mang được nhiều hơi ấm tình người hơn nữa, để mỗi ngày đến trường với các em nhỏ đều là một ngày vui, mỗi ngày thức giấc đối với mỗi người đều là ngày trọn vẹn.